mà anh lên trên mạng đó, anh kêu bà con cô bác người ta tu, ai có duyên thì người ta tu. Rồi em làm cũng bận quá, rồi bây giờ anh ô nhớ là sáng là gọi cho anh cái, xong là em thấy là Miên á, nó qua Việt Nam mình là nó không phải cầm súng nó bắn mình đâu, nó giống như cái đồ cắt lúa Việt Nam mình vậy đó anh. Cái gì đó, cái gì đúng không, cái gì Cái lưỡi hái. đó 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 đó, rồi nó đi từng nhà nó kiếm, nó chạy nó kiếm mà nó cắt ngang cổ không nghe anh, nó cắt ngang không à. Rồi em nói là em chạy quá thì em chạy, chạy trốn mà không thể nào mà trốn ở đâu được hết trơn. Rồi em nói không, bây giờ không trốn nữa, chỉ niệm Phật thôi. Em niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật á, giống như cái mời mà trùm mình lại đó anh, nó đứng trước 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 mặt em luôn mà nó không nhìn thấy em, không thấy gì trơn á. Em nói vậy nó mình niệm Phật là có hiệu nghiệm rồi, không có thấy mình. Là em giật mình thức dậy là em vẫn còn niệm Phật nha, mà con người mình nó mệt thì lắm chạy, mà tại vì nó rượt quá chừng được mình chạy thấy sợ lắm anh ơi. Mà người già người trẻ bé lớn gì chạy tán loạn hết trơn á, đúng mà chạy tán loạn hết. Mẹ không hiểu em ở Hà Lan này mà em nằm em ngủ em thấy như vậy đó, thì em có đó em cũng không hiểu về cái đó nữa. Cho nên em muốn nói với anh là anh có lên mạng đó thì anh nói với bà con cô bác người ta có duyên đó, người ta trở về Phật pháp người ta tu hả, tu hiền. Mà chỉ bây giờ em nói với anh chỉ bây giờ chỉ ăn chay niệm Phật, mình lấy cái tâm Phật của mình niệm Phật thôi, chứ ngoài ra không có cách nào nữa chứ, không có hết rồi, bây giờ là không không kịp nữa đâu. Còn một lần năm rồi nữa. Dạ anh hỏi đi em. Dạ rồi thì cứ trình bày cho hết đi rồi tôi mới hỏi được. dạ Rồi rồi năm rồi đó em, con ngủ em thấy nữa, bình dịch nó bùng rất là nhiều mà không có bình dịch không nghe anh. Một bên bình dịch bùng chết người, một bên là chiến tranh. Mà em nói bây giờ chạy đâu nữa, bây giờ không cách nào chạy được nữa hết trơn á. Rồi chắp tay niệm Phật cầu Phật tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc, là em giật mình thức dậy là em miệng em vẫn còn niệm Phật luôn, vẫn còn niệm Phật trong miệng niệm ra tiếng luôn á, là em giật mình thức dậy luôn đó, là hai lần như vậy đó. Mà em cũng không biết chuyện gì đến đây xảy ra nữa cho nên. nhưng mà chuyến trước đó, mình Dạ nằm bao mình thấy dịch bệnh đó rồi bao lâu dịch bệnh mới xảy ra? lúc đó em quên rồi anh, năm rồi em quên mất tiêu rồi. Mà có chiến tranh nữa nha anh, chiến tranh có nữa nha, mà bốn phương ở trên nha, không phải một vùng mà một hướng nha. Chiến tranh là mình chạy không có chạy, không có cách nào mà chạy được hết trơn á, chạy đâu không chết hết trơn á, chỉ đứng niệm Phật thôi. Là em đứng chỗ em niệm Phật rồi là em giật mình thức dậy luôn, thức rồi mà cái miệng vẫn còn niệm nữa, không phải không niệm đâu, mình biết mình niệm Phật đó. Rồi thường thường trường ở ở bên Hà Lan vậy đó, rồi trường có thường thường có ngủ có thấy những giấc chiêm bao lạ gì không, hay là lâu lâu mới thấy một lần? Hình như lúc coi em có duyên đây nè, em có duyên với bên Phật thầy, như cũng lúc bệnh dịch nhà em cũng bị bệnh nữa, em có duyên khoảng 2 năm nay rồi. Rồi là từ đó sau là em quy y đọc bài cúng của thầy đó, rồi quy y theo, rồi là cúng lại tu hiền tới giờ luôn, là nằm thấy cũng là không không có thường mà thỉnh thoảng thôi, mà thấy cái gì đó là hiện tượng là sau này nó sẽ xảy ra như vậy à. Nó có đó về tâm linh em cũng không hiểu. Theo như được biết đó, nếu mà ai mà nằm chiêm bao mà thấy những cái điềm gì đó mà nó sẽ xảy ra là cái người đó được giống như được ở trên trước đó, người ta gia hộ cho Dạ mình, theo gia hộ tùy theo mình đó, dạ ta cho mình biết trước đặng để giống như mình là người hiền vậy đó, đặng để mình dạ tránh mình né. Trời gán mà cho thấy theo em nghĩ đó nghe, cho thấy là để mình tinh tấn mình tu hơn nữa, để không thôi là mình sẽ chết như vậy đó, không có đường nào mình chạy được hết trơn á. Thì hỏi Em trường, hỏi trường là cái cảnh mà thấy mấy miên nó xuống đó thì đậm bao thấy đó, rồi cái cảnh đó nó có thể hình dung là mấy miên nó bận quần sọ lõn hay là nó bận đồ dài, không có thấy được cái phần đó không?
em thấy hình như là ở Trần ấy anh Tạo ơi, ở Trần mà nó cầm giống như là cái cây gì đó, cái cây anh nói đó, cây cắt lúa đó, cái gì Cái cây đó 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 đó, hái. dạ nó cắt không đó, mà nó đi từng nhà nghe anh, nó đi từng nhà nghe chứ không phải là ấy đâu, mà con nít nè, người lớn tuổi nè, người chung có nè, niên có nè, mà chạy tán loạn hết trơn á, chạy chạy trốn mà trốn mới được, không có cách nào trốn được hết trơn á, nó tàn sát dữ lắm luôn, Tại vì là em mà giật mình thức dậy là em còn sợ đó. cái khẩu lệnh của thằng Campuchia đó, nó có ba cái ác đó. Thứ nhất là đốt sạch, thứ hai là giết sạch, thứ ba là lấy sạch. Nó ác vậy đó. Dạ nghe sao mà thấy sao mà sợ lắm, rất là sợ. Em giật mình nó vậy, em niệm Phật, còn niệm Phật trong miệng luôn á, mà giật mình gì còn sợ đó, mà nó mệt lắm, chạy mà chạy trốn không ạ, Rồi cho chạy hỏi trốn không. trường cho hỏi là cái cảnh mà mình gặp gì đó là nó có dòng sông không hay là nó ở gần chùa chiền gì không? Cái đó là em hình dung chưa được anh, cái đó là vì cái đó là em nào em biết em nói biết, tại vì em học Phật rồi, em nói cái gì nào ra là có, mới nói không có là mang tội ạ. Đúng rồi, đúng rồi. Người biết Dạ đạo phải cái dùng ngôn ngữ. chân thật ngữ không có giọng ngữ, dạ mà em thấy gì đó mà. Thì theo như trường á, thì những cái điểm chiêm bao của mình thì có thỉnh thoảng là nó mới lâu lâu mới mới thấy một lần ha, không có được, không thấy hoài đâu ha. Không không cái này thiếu không không anh, không có không có không có thấy vậy, tại vì em đang tu tập là em để cái tâm em bây giờ em sống bữa nay, em biết bữa nay thôi, em không nghĩ ngày hôm qua, em không nghĩ cái giờ đã qua luôn đó, hiện tại bây giờ em nói chuyện nhanh, biết nói chuyện với anh thôi, em để cái tâm em như vậy đó, không có chạy đông chạy tây gì hết á, cho nên nó ngủ giấc ngủ rất là an lành, không có thấy cái gì để mà mình ấy hết trơn á. Rồi còn cái này nữa nè anh, mới đây thôi em còn thấy cái này nữa, trời ơi anh mất tàu em mới thiệt, bởi vì không biết nói làm sao với bà con cô bác gán tu, cho thật sự ma không mà anh Tạo ơi, tại mình nó mắt phàm mình không có thấy nó thôi, em thấy em quánh với nó luôn á, mà mình có gán tu nghe anh, gán tu mình niệm cái câu Nam Mô A Di Đà Phật chí tâm đó, mình mới có phép Phật, mình quánh với đứa nó mới lợi thôi nha, ngoài ra mình quánh nó không lợi đâu, Ghê ta. vừa niệm Phật vừa niệm Phật, mà niệm Phật mà mình quánh nó mình bay không đó, quánh bằng phép không à, chứ không phải là bình thường mình chạy ở dưới trần này đâu, mà nó chạy á, em quánh nó, em niệm Phật á, em bắt ấn em quánh nó đó là nó chạy mất tiêu, nó chạy mất tiêu luôn, Vậy là lúc đó cũng công niệm Phật thôi, là vậy là lúc đó là có ma quỷ xuất hiện luôn ha. có lúc đó lúc cái đó em nằm em thấy là cái đó là cái miên đó là em thấy một tháng, một tháng cách đây một tháng, rồi cái lúc bệnh dịch chiến tranh là năm rồi, rồi thấy mà đánh đánh như ma là mới mới đây thôi Vậy là nó đó, mới nó liên tiếp như vậy đó anh. Dạ ghê ta. Vậy là nó dạ em nói bây giờ em nói với anh á, nó thật sự luôn, không biết nhiều người ta có tin hay không, gắng cố gắng trở về Phật pháp tinh tấn tu hành, trường trai giữ giới đi, rồi niệm chí tâm câu Nam Mô A Di Đà Phật đi, sau này em nói thiệt cho anh, ma mình quánh nó mới được, không thôi mình quánh nó không có được đâu, có phép có quạt mới thắng nó thôi, mà nhiều khi nói với anh biết không, người ta không chứng minh người ta không có tin, người ta không có tin gì tâm linh đó rồi khổ lắm, rồi người ta phỉ báng mình mang cái tội nữa đó anh Tạo, cho nên em không dám lên YouTube là vậy đó, em chỉ nói với anh có lên đó thì anh cứ nói trình bày sự việc vậy thôi, cho nên em không dám ghi ghi âm là vậy đó anh Tạo ơi, sợ vậy thôi, tại sợ người ta phỉ báng đó, phỉ báng kinh Phật, phỉ báng những cái điều Phật dạy đó, rồi mình mang tội theo nữa, em sợ vậy đó, tại em sợ lắm anh. Đính chính với trường cho nghe cho an tâm. Thứ nhất đó là cái đời hạ môn mật pháp này là lộ hết. Lúc này là lúc lúc cuối Dạ rồi, trường cũng biết mà lúc cuối rồi. Cuối cùng hết trơn dạ rồi, nó sắp sửa là nó như là cái màn ba sắp hạ rồi đó. Nào ngoài kia dạ thì chiến tranh lộn xộn luôn mua hết trơn, Iran như là tiên tri, nào là ở bên đây thì là dịch bệnh,
Rồi nào thì con người lại là ác độc, đối xử với nhau tàn bạo, không có như tình người nữa. Nó rõ ràng nó đã lộ ra Dạ. hết rồi. Dạ Ừ, rồi 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 cái quan vậy trọng em. cái quan cái quan trọng là của thằng Trường sợ là sợ phỉ báng chánh pháp đúng không? Đúng rồi, Nam Mô A Di Đà Phật đó. Sợ bệ mình là tu tại gia, cư sĩ tại gia, mình em chỉ là nói thiệt với anh, chưa được một hột cát giữa sa mạc nữa. Nam Mô A Di Đà Phật đó, Nhưng mà em trường chưa được nửa hạt cát giữa sa mạc nữa anh à, trường cho nên em không dám. trường nằm chim bao, thấy những cái điềm lạ báo cho bà con biết lên mạng để cho bà con cẩn thận đề phòng đó, chứ trường đâu có, trường đâu có nói những cái lời Phật pháp ra đâu mà người ta phỉ báng. Ví dụ như trường nói mai sau nhiều cuộc đắc cài đua nhau mà chạy lâu đài cũng xa, có nghĩa là trường nói chính văn của Đức Thầy là cái câu đó. Rồi người ta phỉ báng Dạ cái, người ta phỉ báng cái câu đó mới gọi là phỉ báng chánh pháp. Còn trường từ trước dạ giờ trường chưa có nói chánh pháp, chưa có nói câu nào pháp ra, trường chỉ nói là cho bà con biết cái điềm báo của ông trường nó linh như vậy đó, nó có ứng như vậy đó, cho nên gặp những chuyện nó không có nên báo cho bà con biết, giống như là để cho bà con thủ thủ cái thân, ai cứ ai sống được thì sống, ai niệm Phật được thì niệm đó, mình phiên ta mà, cái dạ chuyện nó tốt mà. dạ dạ Ừ, cho nên mai mốt trường có gặp Rồi mấy cái điểm chim bao nữa thì trường cứ việc liên hệ với Quốc Tạo ha, thì anh em mình dạ sẽ cùng nhau để chia sẻ cho bà con cộng đồng mạng biết. Thì cho hỏi là trong giảng thầy có nói là câu là chờ mở cửa quỷ dương xuống thế nên ta mới ra tay cứu tế kẻo chúng dân bệnh khổ quá chừng đó, là có nghĩa là nói dạ là quỷ dương xuống rồi bệnh khổ là dịch bệnh đó. Vậy thì theo dạ như trường thì cái chim bao của trường là nó hợp lắm đó, nó hợp đến từng mm luôn á, tại vì mà khi mà giặc nó giết dạ hết rồi đó thì lúc đó là mới ma nó mới xuống, chứ đâu phải mày dạ giặc ma nó xuống trước, quỷ nó xuống trước giặc đâu, giặc nó giết chết rồi dạ mới tới ma. nhưng mà bây giờ ma không hả anh ơi, giờ mới thiệt luôn á, mà bà con mà không có, em nói nha, không trở về Phật pháp tinh tấn tu hành nha, em nói thật không có cách nào mà đấu lại nó đâu, không có cách nào quánh được cái đó hết trơn á, chỉ pháp Phật thôi, niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật rồi chỉ phép Phật mình mới quánh nó được thôi, rõ ràng luôn, chứng minh luôn, em mới thật, em nằm thấy rõ ràng, chỉ bay không à, mà đánh bằng phép không à, mà em niệm Phật mà nó văng ra đó anh, nó văng ra rồi Đúng nó đi mất đúng, tiêu luôn. đó là cái lý đó rất đúng, tại vì niệm Phật có bốn thần linh thường thường ủng hộ bên mình mộ khang, mình niệm Phật mình có từ trường bảo vệ mình thành thử ra nó vốn được. Dạ không có giỡn đâu, mà thiệt luôn, người ta lấy là thật sự luôn chứ không phải. Mà ở Hà Lan này hiện tại bây giờ thời tiết kỳ lắm nghe anh, cả coi 3 4 tuần nay nó nắng là 30 độ có, mà hôm qua nó mới mưa có 2 tiếng 3 tiếng hồ thôi, bữa nay nắng nữa, cỏ cháy hết luôn rồi, ở nhà người ta đó cũng có cháy luôn nữa, Nguyên nhân cháy nhiều tỉnh thành, nhiều thành phố bị cháy hết trơn rồi. là do bị chập điện cháy hay là do bị nắng Không nóng phải cháy? anh, nắng anh à, nắng nó hạn hán gì kỳ lắm anh ơi, nó nắng gì kỳ dữ lắm, mà nắng bây giờ là thời sự ở Hà Lan này nói nè, mà phơi nắng quá đó, mà sức cái kem chống nắng đó nó đúng là phơi quá cũng không được nữa, bị ung thư da hết, cái nắng bây giờ nó độc vậy đó. Mà hiện tại bây giờ ai mới nói tới danh luôn, châu Âu người đang thiếu nước ngọt nè, nước ngọt đang thiếu trầm trọng nè, sông đổ cạn hết trơn rồi, sông cạn hết trơn nghe anh, bên Pháp á sông cũng cạn luôn, chính phủ bên Pháp cũng kêu báo động luôn đó, rồi từ cái con sông bên Đức nó kéo dài, Pháp bên Đức kéo dài xuống, nó liền với Ba Lan luôn, với thằng Hà Lan luôn, Bỉ luôn, nó liền hết nguyên con sông nước ngọt đó đó. Bây giờ ở đây nó đúng ra ở nước ngoài này bây giờ nó cũng lộn xộn lắm rồi anh ơi, nó cũng có yên nữa, nó cũng tùm lum hết trơn á. Căng căng quá Tùm lum hết trơn, ha. dạ kinh tế bây giờ nói với anh thiệt với anh luôn đó hả, bây giờ ảnh hưởng toàn cầu hết rồi đó, cái nạn đói bây giờ hiện tại bây giờ là thức ăn đang thiếu nè, thức ăn đang thiếu đó em, coi thật sự là ở bên Ấn Độ á, Hà Lan nói là ở bên Ấn Độ bây giờ nó đang bị nhiễm mặn, đang bị hạn hán, đang bị thiếu nước ngọt y chang Việt Nam vậy đó, trồng lúa không được, rất là khó.
tiêu hết trơn á. Nơi em thấy giờ không phải nói chứ không không mình không làm không có ăn thiệt tranh như thấy hết ham, không ham gì nữa hết, hết ham rồi. Giờ cầu Phật độ mình có sức khỏe, mình làm kiếm miếng cơm hàng ngày rồi có bao nhiêu dư dơ, có bao nhiêu mình nhín ra mình giúp bà con cô bác thì thôi, chứ thật sự giờ đâu có ham nữa. Theo 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 trường thì nhận định như thế nào về cái cuộc chiến này ở ngoài nước ngoài, nó bắn lung tung hết trơn, có thể nào nó giỏi bom nguyên tử không không trường, theo nhận định của mình đó trường? Anh ơi, bây giờ bên Ukraine, bên Nga bây giờ nó ngày là nó cũng bắn, nó thục từ lưa dân chết cũng dữ dằn luôn. Còn bây giờ mấy ông châu Âu này cứ giúp hoài anh ơi, Hà Lan này cũng vậy, giúp hoài, cứ tắn tắn bơm súng vào bên hoài ghi cả chết. Em nói trước hay sao thôi, nó cũng mụn à. Còn bây giờ nước nào cũng thủ hết trơn rồi anh ơi, nó thủ hết rồi, nó thủ hết trơn rồi, trước hay sao rồi à. Tại vì mà ép quá rồi là thôi là thằng Nga chịu đâu nổi. Hỏi anh cả năm mấy nay rồi đó, súng ngắm nào chịu nổi không? Mà bây giờ cái bầu khí quyển mình bây giờ thôi, nó ô nhiễm dữ lắm rồi. Nó tiêu hết trơn rồi. Vậy là theo như trường đó thì thằng Nga mà nó giỏi bom nguyên tử chắc có thể mình hủy diệt nhiều lắm phải chưa? Bởi vì cái thằng anh ơi, nó mà bỏ một trái là thôi là cái là xong, mà ở đây gần sát bên đó anh. Ở đây coi Hà Lan xong tới Đức, Đức xong tới Bà Lan xong tới thằng Ukraine, Ukraine rồi sát bên nó luôn. Cách đâu bao nhiêu ngàn cây đâu. Nó châu Âu dính liền với nhau hết trơn à. Mà bây giờ anh biết không? Dạ anh nói đi em nghe. Không không có gì đâu, tại hỏi hỏi thị trường đó, là ví dụ như ở bên bển đó, trường thấy bà con ở bển nó, Việt Nam bên sống nhiều không, mà người ta làm ăn đỡ không so với bên đây mình? Ở bên đây á, Việt Nam mình thì đi làm cũng bình thường, anh làm cũng được. Bây giờ nó đúng rồi, hiện tại giờ làm cũng được chứ không phải không được, mà thời gian kéo dài nữa thì em không biết thôi. Bây giờ kinh tế nó cũng ấy lắm rồi, nó cũng bấp bênh quá rồi. Mình làm mình biết bữa nay đi ngày mai mình không biết chuyện gì. Như em làm gì công trình nó xây nhà xong em vô em lắp gấp lò sưởi đó anh, là bây giờ năm tới nó giảm 50% nữa nè đó, nhà cửa bây giờ nó xây ít nữa. Mà người tị nạn vừa qua đây rất là nhiều nha, Hà Lan mà hiện tại bây giờ là 70.000 người rồi đó, không có chỗ để mà chứa nữa đó. Là người là Việt Nam qua Hà Lan à? Không, mấy người tị nạn anh, tị nạn ở bên hướng gần biên giới thằng Pháp á, mà hướng nào em quên mất tiêu rồi ta, nước nào quên mất tiêu rồi. Mình đi đi từ Tàu qua không mà đi vượt biên á, rồi mấy ông này nè chỗ qua bên Ý, bên Ý mới vớt qua đây rồi một chia ra. Mà bây giờ nó qua hoài chưa, đâu có chỗ nào đâu chứa nổi. Nó cái nạn này thôi, bây giờ cũng chết nữa. Thì gần Để năm trước tới. gần mới mấy hôm gần trước là chú Tư có điện thoại nói là có ba cô đó là đìa nậm bao đều thấy một điểm y gan nhau trơn, là miền ruột, Dạ. mà mình theo nhận định của mình đó trường, của anh em mình đó, Dạ. thì Campuchia này nó gọi là nó yếu hơn mình, nó thua về vũ khí, về vật chất, Đúng rồi em. về nhân sự, mà tại Dạ. sao nó lại tấn công mình đó trường? Có trường có suy nghĩ gì đó? Em chắc nghĩ cái nhân quả quá anh ơi. Cái đó, em cũng không gành luôn. Em nghĩ là vậy, nhưng mà em cũng sững sờ cái là em ở đây mà em nằm em thấy vậy, em không hiểu luôn hết chứ. Em ở đây mà em nằm em thấy Việt Nam bị miên rượt vậy đó, quánh chết vậy vậy đó. Quá ghê ha. Dạ ghê, trời ơi, thấy sợ anh. Trời, nó cầm cái lưỡi hái cắt lúa mình mà nó đi từng nhà, mà nó đi từng nhà mà sợ không? Chắc lúc đó Mà có mà trường thức dậy chắc trường tốt mồ hôi chưa? trời ơi, vậy sợ anh, vậy mà mệt lắm, tại vì mình chạy á.
mình chạy nó, mình chạy trốn nó gượt, nó gượt, nó sắp tới rồi mà bị anh tu bắt đầu mình niệm Phật, mình nhớ ra anh, mình nhớ ở mình niệm Phật coi nó làm sao. Còn nói là niệm Phật lấy cái mệnh trùng đây nữa mà ngụ ý vậy thôi chứ không phải mình niệm câu Nam Mô Di Đà Phật đó là Phật che cho mình đó, nó không thấy. Em niệm em chạy, chạy mệt quá chạy đâu có nổi nữa, đến chỗ niệm Phật niệm xong rồi nó chạy lại đó, em nói ồ nó đứng trước mặt mình mà nó không thấy mình ta, ngộ ha. Xong đồng niệm Phật ra tiếng xong giật mình nó chạy luôn, nó không có thấy. Bởi vì em nói mình niệm Phật chí tâm đi nên là nó tìm mình không có thấy đâu, trước mặt nó cũng không thấy mình nữa, nó ngộ vậy đó, nó vi diệu vậy đó. Thì hàng ngày ở bển trường cũng tu theo Phật giáo Bảo mà. Dạ em ngày xưa em không hiểu đó, bà cố ngày xưa, bà cấp á, ngày xưa cũng đạo Phật thầy mẹ không không biết nhiều, giờ em theo cũng 2 năm nay rồi em có duyên đó, rồi em in cái hình thầy ra rồi để lên gì đó mình tưởng mình nhớ, rồi bài cúng của thầy học thuộc rồi, giờ cứ học hoài gì tới gì đó, cúng hoài tới gì đó, đầu nhớ Phật thì mình niệm Phật, mà không nhớ thì mình để cái tâm mình thanh tịnh, tâm mình như đó, rồi mình đi làm đó mình nhớ Phật mình niệm Phật. Rồi nói đúng mà em tu tập bây giờ là em gán sao để cái tâm em là em sống bữa nay em biết bữa nay thôi, ngày mai em biết ngày mai, cái chuyện đó qua em không nghĩ tới luôn, hiện tại bây giờ đó, để cái tâm mình nó yên luôn, nó lấy vắng lặng luôn, không có gì mà để cho nó xen vô hồi chân á, là ngủ giấc ngủ rất là an lành anh. Thôi thì cũng tối rồi ha, cũng tâm sự với Dạ trường đôi câu để chia sẻ cho bà con ha, rồi để dạ cái hẹn trường lại một cái chương trình khác dạ ha. để coi 27 tháng 7 em về, 28 em tới Việt Nam, có gì em phone cho anh coi hẹn ngày nào lên thăm chú Tư, Rồi đúng rồi rồi. em hỏi chú Tư về cách tu tu nữa anh, nói Rồi. về Phật pháp dạy em chỉ con đường em tu cho nó rốt ráo hơn nữa. Rồi, ok. Dạ Rồi.